Copy ellipse by here, control C, control F, paste in front. Now, top mouth, yum, shift click, but I'll shift click my young yo, but by hat you to home a bunny, but chung hai young yo type ne, but the baby card a tiny little tiny man, could you try to click a job more like type 2 ne, but chung yo tie on a path ne, but you click mouth. Bạn chúng mong muốn trở đặt cursor bao giờ nó bây giờ đặt ở một lớp phản này vị trí nơi nhà bạn này chúng mong muốn chơi vô hàng cầu này click nơi hàng cầu này và sẽ dùng bên đây là cao bao giờ cũng là cái này màu của mũi này mong muốn click lưu về máu bạn thay vô center này nhưng ai về máu bạn ở thay nơi cái này cứ dùng para direction pro này bạn mong muốn mở khơi nhảy bạn ខ្ញុំ control a ដើម្បី select all យើង ដូរ ពណ៌ ដើម្បី យើង មើល ឃើញ អញ្ចឹង ពណ៌ ស បាទ អញ្ចឹង យើង បាន type នេះ មួយ ហើយ បាទ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង នេះ យើង មាន type មួយ ទៀត គឺ បាទ នៅ ខាង ក្រោម នេះ បាទ ដើម្បី បាន type នេះ គឺ យើង ត្រូវ ប្រើ selection tool បាទ បន្ទាប់ មក យើង យក កន្លែង សញ្ញា នេះ បងប្អូន ឃើញ សញ្ញា ជួន នេះ bạn nó phải bằng con đặt cursor nó lưu về máu bị chèn nhà bệnh này chẳng dừng ai click về máu bán đây dừng copy dừng click alo chuột máu bạn chẳng dừng ai tài liệu về bàn chẳng dừng ai vì nó về thì chọn bán và sau dừng một thấm chẳng dừng control a là mình select all tao mới dừng đầu tầm hôm phần bao giờ nó cái này này dùng bài bài chỉ đọc bấy mà tại sao đấy vì khóc lại cái này chắc là bài bậc cao tới lại mà tôi bảo kê chứ bọn phụ tôi cho một cái lệch thay nế rồi bọn phụ vô cái lệch thay on the path rồi hãy row thay on path option này bạn chẳng click preview mới làm bài dừng nghỉ sử dụng mới bạn nó cái lệch align to path này dừng vô cái lệch này ascender này bạn chẳng bọn phụ khởi nhé nè bạn nó cái lệch này phải được chia nơi ngày bởi dương mơ ta ta bỏ kê này vì nơi xa mơ nâng bật toàn này chân là bây giờ chắc nó cái lệch này bóng bộ ta hít nó lơ cái rạc tơ nó lơ control bar này và xong tốt control panel này mà rồi hãy dừng vô cái lệch này cái lệch ở baseline shift này bóng bộ ai chờ chắc về bàn nó cái lệch này và phải chia one point nữa và point nữa bạn tới và chỉ dừng ok mà và dừng deselect vô mà bạn chẳng dừng bàn ở thay pin này hay chẳng bây dừng tới thơ bằng toàn nó cứ dừng tới thơ này stroke này bạn đang bày bàn stroke này bạn bốn tới click nó lơ ellipse tool là khăn này khăn crowd và thông này bạn bốn ai chôn một căn appearance này bạn nó appearance này bất sinh chi mà sinh bọc bóng bộ đoạn miền tế bóng bộ tựa chôn một căn window rồi hết dục biệt hả appearance bạn cho bên miền năng chênh tiền này ở dưỡng mùi chân được nó appearance này cứ nhầm tra bằng cả stroke mũi nó khăn ở cái này này cho dưỡng tra add stroke nó cái này này mà stroke dưỡng bộ xóa dưỡng đồ bộ máu đặt bộ xóa nó cái này này và chấm bờ dưỡng dụng bằng point bạn cái này máu dùng một căn ở cái này này một cái này effect dùng vô biệt hà transform
và distort and transform này dùng dùng biệt transform và tập máu dùng dùng cái này cái này scale dùng scale về tôi chẳng tính máu mà nó dùng dùng trầm lên cao sắm và dùng preview mà bạn sẽ dùng bàn ở stroke của xo nếu mới nó chung bình dùng ai thử với thịp xe bên này các bạn đấy và dùng chạy ok dân map và tập máu dùng trở cả circle mới tiết nơi khẳng khăn này và sẽ nhập cài này cầm tay nhầm được bằng hai bộ phố là biết thừa là sẽ nhập cài này cầm tay tập bố dân tới bất cả stroke sẵn bạn đây xa dân mình stroke này mùi hai chân trong copy stroke này và đại viên gặp bông ta sẽ lệnh này và bằng bộ thân make sure tha stroke này sẽ lệnh và hai dân click là lựa duplicate này icon mới này và hit về máu chân dân bàn P dân click lựa cái lệnh transform này máu dân đồ về tầm đoàn chân là cái lệnh này chân đã để máu tầm mấy nghị sử dụng mờ và học sắp phải chỉ lỏ và phải chứng bước tới xa rồi bọn bọn và chân hình như ok mà chân cái lại nhận scale đến chân scale mà học sắp nát bọn bọn bạn chân dừng ok mà bạn logo bỏ dưỡng chân rủi rò lại nên chân bây giờ dừng trời thua nó cứ dừng đã ở nhà bạc cài này sẵn và bạc cài này lại này bạn chân trời bật này sẵn chân dừng dụng cái bạn chúng tôi bật cài đồng bây giờ ở việt line việt nam đa trong bộ sách bằng phôn đăng tải cài những gì xảy tới bằng phôn mở thằng nào basic course bảo dưỡng essential training ấy bạn trong bộ phôn ai vừa bạn chẳng chỉ trên này đa bảo dưỡng chẳng dừng bật cài ta sinh nhà cài này nhập cài là cái này này bằng phôn là cái nòng cái này liền những hồ về chọn máu bạn những cái star này và chẳng những chạm đâm click vào bảo dưỡng click cài bảo dưỡng máu dùng hồ shift mà ở việc constraint những ai trả việc bàn tam cầu đấy dùng nhiều phần này sẵn là dùng phần đất bớt ở cái thao việc xong mà rung là môn hơi được nơi mà bọc bồn ai đi sai việc bán là lực trong hít ở xo xì nó lực khi bọn này tầm bay ở chanh sinh nhà đấy và thấy trong một người dân tích đầm bay dừng nghỉ sửa chẳng không chạy xo ví đầm bay select vía vì bạn này là selection tool là bằng ổn chẳng dừng ở hạt chạp viên tích tiết để dừng bật control hay nâng áo này đồng bài ở việc mà tôi rùm một cái đá này và nhập kết thà bật bật nâng chó hay dừng hạt chạp viên màu tích bám hay chồng cái đá lên này là bằng ổn khởi nè không phải chỉ bật bật nâng chó lấy chim bơ cài mới tiết lấy chân này cái đá này xong tốt nhấn chạy click cái này sẵn đầm bây vô cài này chân chim trơ copy này cài đi vào nơi khăn này mùi chân chim bơ ai bơ đi bán bạn reflection này bạn bộ hồn khơi nếu sao khơi nó lấy cái này rotate này chứ thăm đá cứ bên miền bẻ rotate chứ bọn bọn tờ hôn về chọn mà dục bị reflect này bạn chân chim click nó lấy này tới bơ bơ al móc click và anh chẳng viên đồng màu smart nè nó cái này và dừng đã copy máu trong việc bàn reflect bàn pi chẳng dừng zoom out với những tập ra control lịch số này và lần này dừng bàn ở thay nó lần này bàn chật đổi hai anh chẳng ở bài điện tất cả một cái cứ bằng cả đẹp cài đi chung bình này bạn chẳng có mọi artwork bao dương về nhảy nhảy chẳng dừng hai cái này sân là chẳng hai cái này cứ dùng bật control hay sinh nhà xung bị cầm này bạn thì dùng bạn này bạn chẳng tầm mây mở cờ sinh nhà cái rồi chung với này cứ dùng tầm mở cờ bra symbol này bạn chẳng copy cái này trên mở cờ sẵn tầm mây dùng adjust về bàn chẳng dùng bằng luôn về tôi định máu bạn phải chỉ phải chụp phần đằng chắc chẳng dùng ok mà đã máu bạn new brush bọc bồn hit vô pattern brush này nhưng click ok rồi hết bọc bồn click vô cái này đi vô mà rồi chứ space này và tạo việc click liền tính bạn chẳng dừng nó lựa stroke bao giờ này nhưng tôi select bảo vệ tôi select lựa ellipse này rồi hai dừng một căn appearance panel này nhưng vô click lựa stroke này và rồi hai dừng mà đồ nó cái này này bạn nè chơi những bạn ấy chơi bạn bảo mình
chẳng ở logo bao dưỡng chết tình hình hai ấy bọc bốn chẳng ở bao dưỡng thời cảm to đến nó cứ sinh nhà này mà sinh nhà này cứ chia bỏ nó khăn ông ở mà xin system để tế nó không library chẳng biết nó khăn ông ở symbol này mà nó khăn symbol này bạn bọc bốn hiện em áo khơi symbol cầm tay và xin chứ khăn ông mà xin nó bọc bọc bốn nó khơi mình symbol ở này tế bọc bốn ai chôn một căn lại này lại sim symbol library ni bong pon click vi mau bong pon yo pi recall vector phak ni ba chang hit mau bong khoei na kai ni chang bong pon ai click o vi mau ba dai sa jeung mien hai khnyom bat ni chao veng ba chang jeung yo sanya ni jeung click vi mau krao ma ba jeung man aich do po vi ban dai bong pon dai sa vi na chop link na knong ni នៅក្នុង symbol នេះអញ្ចឹងដើម្បី break link នេះយើងត្រូវ click លើកន្លែងនេះសញ្ញានៅខាងលើនេះដែលថា break link to symbol នេះបាទអញ្ចឹងយើងអាច break វាបានអញ្ចឹងយើងអាចកែប្រែ color បានហើយអញ្ចឹងយើងអាចយក fill ពណ៌សនេះបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ selection tool នេះដើម្បីយកវា select វាអូសវាមកដាក់បាទវាធំអញ្ចឹងយើង click វាបាទយើងត្រូវ click យើងត្រូវ click ដោយប្រើ shift ហើយនឹង alt មកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងអាចចាស់វាមកយើងប្រើ shift ដល់វា constraint ឲ្យស្មើគ្នាអញ្ចឹងបាទយើងដាក់វាចំកណ្ដាលមកបាទបាទធំតូចយ៉ាងណានោះបងប្អូនអាចសេរីខ្លួនឯងបាន logo របស់យើងគឺរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចាស់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបាទនេះគ្រាន់តែជា sample ដែលខ្ញុំបង្កើតដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនដើម្បីជា concept ក្នុងការបង្កើត logo ដែលមានលក្ខណៈបែបនេះបាទជាពិសេសlogo ដែលអសរវិរុទ្ធនៅលើ path នេះបាទបាទបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍បងប្អូនអាចចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភក្តិឬក៏បងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់រៀនកម្មវិធី design នេះបាទបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់ subscribe ទេសូម subscribe ដើម្បីយើងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទអរគុណ